sau khi có thông tin phản ánh về tình trạng người dân tại một số địa điểm trên cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận huyện văn yên tỉnh yên bái tự ý mở quán ăn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này mới đây đoàn công tác của tổng cục đường bộ việt nam đã tổ chức kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm tại đây qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác xác định các vị trí km số 171-980, km 182-600, km 189-100, km 189-830 tồn tại gần 30 vị trí kinh doanh sai phạm. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với tỉnh Yên Bái, thực hiện nghiêm biện xử lý triệt để đối với những trường hợp phá hàng rào của đường cao tốc để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh gây mất trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, Tổng cục trưởng yêu cầu phải tiến hành nghiên cứu khảo sát triển khai thực hiện những tuyến đường gom dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân